Hello, Picasso thông điệp của Seiko. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Minecraft Dragon Block C. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, hôm qua là mình không có up clip là bởi vì là mình phải bỏ ra cả một ngày để mình cày lại đấy các bạn. Thì bây giờ mình cày lại qua khúc đánh con Frieza rồi. Trời ơi, nó mệt mỏi quá. Các bạn thương mình thì các bạn cho mình xin một like nha mọi người nhá, để mình có động lực mình làm clip. Chứ không thì cũng thốn phết đấy chứ đùa đâu. Và hôm qua thì lại có một bạn kêu là chuyển xài trưởng thì cũng không khỏe hơn, đấm bao nhiêu à? Cho nên là nâng chủ yếu 4 điểm là điểm là xem nào. Bạn ấy kêu là chỉ nâng điểm Dex này, điểm con này, deck là thủ, con là máu, min này là điểm gọi là tăng học skill các bạn ạ. Min là điểm học skill này đó, và quan trọng nhất là SPI, quan trọng nhất là cái này ấy hả. Để mình sẽ nâng một chút cái này ha. Cái này thì nó sẽ tăng cho các bạn lượng ki á, và các bạn lượng ki càng cao thì các bạn sẽ càng mạnh. Nhưng mà trước tiên thì mình cho các bạn xem này, đó mình đã học được thêm khá là nhiều chiêu rồi nhá. Chiêu đầu tiên mình học được đó chính là chiêu fly này, chiêu thứ hai là chiêu dash, chiêu thứ ba đó là chiêu potential unlock, chiêu education key first này, chiêu defense key info key sensi. Thì mình nghe mình chỉ hiểu được một vài cái thôi, đó chính là cái chiêu key first này thì các bạn đấm thì nó sẽ đau hơn nhá, kiểu các bạn đấm tay nó sẽ đau hơn đó. Và nghe nói là đau hơn cả hệ Wario luôn đó, còn có cả key protect nữa cũng khá là ngon. Nhưng mà thôi, tạm thời thì mình cứ học cái này đã. Mình sẽ nâng thêm một ít điểm mai nhá. Đó, mình sẽ nâng thêm một ít điểm mai đi để có gì mình học Super Saiyan. Đó. Nói chung là làm cái này nó mệt lắm, cho nên là hy vọng là được mọi người ủng hộ mạnh một tí để có động lực làm thêm các bạn ơi. Chứ không mình cũng chua. Chiều đấm tay là nâng mạnh hơn đây này. Thì mình sẽ nâng ha. Còn nãy giờ mình cũng chưa có luyện tập nữa cho nên là mình sẽ nâng tiếp vào SPM nhá. SPI chứ, bởi vì là mọi người kêu SPI rất là nhiều. Mình thấy là sau khi mà mình học cái này xong ấy, mình còn yếu hơn nữa các bạn ạ. Thật sự học cái này xong còn yếu hơn nữa. Và hôm nay lại là một ngày mới. Đó. Xem nào, check xem nào. Không biết là lần trước là ngày bao nhiêu và hôm nay là ngày bao nhiêu. Ủa, nó không hiện ngày bao nhiêu ta? Tại vì mình nhớ là mở cái này lên nó sẽ hiện là mình chơi đến ngày bao nhiêu rồi đấy. Nhưng mà mấy cái món đồ của mình X2 này, mình đủ 10 viên ngọc rồng Namek rồi. Đấy. Và vẫn là 6 cái viên ngọc rồng trái đất, bởi vì là lần trước mình để ngọc rồng trái đất ở trên hành tinh Namek á. Và mình cũng không biết nó ở đâu nữa các bạn ơi. Đây, đồ thì nó vương vãi từ lưa tè le đây. Có gì tính sau nhá, nhưng mà trước tiên là mình sẽ luyện võ một tí các bạn ơi. Luyện võ một chút, bởi vì là... Đó. Hiện tại thì cái điểm nó cũng xem các bạn ạ. Vậy là cái quãng thời gian mình chơi lại thì nó cũng xem so với lại quãng thời gian lần đầu mình chơi. Nhưng mà cá nhân của mình thì mình thấy là mình còn yếu hơn, không mạnh bằng mà còn yếu hơn nữa các bạn ạ. Và mấy cái trưởng mà mình đang học cái này, mọi người bảo ấy là nó sẽ mạnh dựa theo cái thời điểm mà mình đang học đó. Ý là hiện tại mình đang khá là, mình đã học cái chiêu đấy từ đầu rồi đấy thì nó sẽ không được mạnh. Bây giờ mình học thì mình phải học lại ấy thì nó mới mạnh đó. Ý là như thế các bạn ạ. Một ngày mới đã qua, tí nữa mình sẽ xuống mình xin đậu thần và mình sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ. Nhưng mà mình nghĩ là yếu này không làm được đâu các bạn ơi. Thật sự đánh con Frieza ói lên ói xuống đó. Mình nhớ là lần trước mình đánh con Frieza dễ lắm kìa, mà lần này đánh con Frieza còn ói lên ói xuống thì làm sao mà đánh được đây. Nên là cứ phải từ từ, bình tĩnh, thong thả thì đâu còn có đó, thì chóa còn có mắm tôm các bạn ạ. Đó, cứ học đi nhá. Cái này các bạn combo càng cao thì các bạn sẽ được càng điểm nhiều các bạn ơi. Tính ra là cái thời gian chơi lại nó cũng nhanh hơn đấy. Nhưng mà kiểu hồi xưa đó mình chơi mình chưa có chỉnh X2 X3 cái thời gian, X3 cái điểm luyện tập lên đấy, cho nên là nó được hơi ít. Còn cái đợt mình chơi lại là mình đã chỉnh cái thời gian luyện tập lên cũng phải X5 so với lúc ban đầu đấy các bạn ạ. Cho nên là cái số điểm mà mình học được thì nó cũng cao cao ngang ngửa với số mình đang học ấy. Nhưng mà cá nhân của mình thấy thì không mạnh hơn. Mình đi theo cái hướng building thì không mạnh. Được một cái là nó sửa lại tóc tai các thứ thôi. Chứ không thì mình nghĩ là xài cái cũ thì vẫn ok hơn, chắc chắn luôn. Xài cái cũ mình đang xài đấy các bạn. Thì mình thấy nó ok hơn là cái bản mà mình đang hiện tại này này. Buồn dã man ngàn con ngỗng luôn các bạn ạ.
Từ chưa học xong chưa? Mình không, lâu lâu mình phải ngó ra mình nhìn đấy, bởi vì là cái combo này càng cao thì điểm nó tăng càng nhiều. Cho nên là phải dáng mà combo cao nhất có thể các bạn ạ. Đó. Dáng mà combo cao nhất có thể để được nhiều điểm, chứ không ít điểm quá thì cũng hơi chua các bạn nhá. Nên là phải chịu khó. Đó. Farm điểm một chút. Điểm bây giờ nó cũng khá là quan trọng đấy. Ủa, combo 128 đúng không? Ủa, mình thấy là 7.000 điểm rồi. Nghĩa cái mắt lên thấy là 7.000 điểm rồi. Đấy, dạo này luyện tập một tí. Các bạn thấy mình luyện vàng người, tí nữa mình luyện còn đỏ người lên nữa cơ. Hình như là mốt là không biết là có luyện màu xanh dương lên không, là trở thành cái Super Saiyan Blue các bạn ạ. Hiện tại là mới chỉ luyện vàng thôi. Hôm bữa mình luyện nó từ vàng qua đỏ đó mà mọi người. Đấy, đấy đấy đấy. Các bạn thấy không, luyện sang đỏ người luôn, đỏ lừ luôn. Mấy cái này là phải luyện đấy. Bình thường là đùa. Mình nghĩ là không cần luyện này các bạn thấy không. Nó ra cái ki đỏ này. Ki đỏ này là Super Saiyan God thì phải. Còn cái kia là Super Saiyan Blue các bạn ạ. Không biết là cái đống skill này học về là ổn chưa nhá. Chắc là mình sẽ nâng thêm về cái SPL. Tại vì hồi nãy mình có để ý qua bên kia rồi. Ý qua bên nhà của Sun Goku rồi. Tí mình qua nhà Sun Goku mình cho các bạn xem là còn một vài thứ mình có thể học được nhá. Cái đây là đam của chiêu này. Thực ra thì mấy cái đam của chiêu nó quỳ lở vãi chưởng luôn đấy các bạn ạ. Mình ghét mấy cái đam của chiêu. Đấy, trong cái lúc mà ngồi đi nặn mụn thì lại có câu chuyện để nói ấy, mọi người. Trời ơi, nói thật với các bạn luôn là cày cày cái này mệt dã man luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà thôi, nếu mà mình mà không chịu khó cày lại là mình sẽ lại drop series nữa. Kiểu mọi người tin tưởng mình, mọi người xem mình mà tự nhiên bây giờ mình đã drop series á. Nên là đấy là một cái động lực giúp cho mình cày lại đấy mọi người. Ngày xưa mà mình được nhiều view thì mình lại kiểu không quan tâm lắm mấy vấn đề này. Dạo này mình ít view thì mình lại quan tâm đến mấy vấn đề này nhiều hơn các bạn thấy không. Thế có khi nhiều khi mình có khi nhiều khi mình ít view này nó lại tốt các bạn ạ. Ít view này thì mình sẽ quan tâm đến người xem hơn. Ngày xưa mình nhiều view thì mình tránh, mình không có quan tâm đến mấy cái này. Mình kiểu là thích thì làm, không thích thì drop đó. Còn bây giờ thì mình không có tránh nữa các bạn nhé. Bây giờ thì kiểu mình sẽ quan tâm tới suy nghĩ của người xem của mình nhiều hơn đó. Là mình biết là người xem của mình họ sẽ không thích xem những cái series bị drop đâu. Nên là ấy sao, đúng là anh Vũ chiều người xem quá trời quá đất luôn. Ủa mà thật sự mình á, thật sự các bạn mà nói á, mình nhá không muốn cày lại một tí nào luôn á. Chả có ai muốn gọi là kiểu chơi lại từ đầu á. Nhưng mà chả hiểu sao hôm nay mình vẫn gọi là dũng cảm, mình chơi lại từ đầu. Mình chơi đến mức độ gọi là đầu óc say sẩm, mặt mày tối tăm ấy, mắc ói từ lưa tè le ra, nhưng mà vẫn chơi nha mọi người. Bởi vì là quý mọi người cho nên là chơi thôi. Tí mình sẽ bay qua hành tinh Namek nhé các bạn. Tí bay qua hành tinh Namek để triệu hồi dòng thần Namek. Ở trái đất đấy là các bạn triệu hồi dòng thần đấy thì trời nó tối. Bởi vì là cũng bình thường thôi phải không. Bởi vì là ở trái đất thì nó sẽ có kiểu ban ngày và ban đêm. Còn ở hành tinh Namek ấy, thì nó không có ban ngày ban đêm. Nên là khi các bạn triệu hồi dòng thần đấy thì nó sẽ tối lại. Hành tinh Namek nó chỉ có ban ngày thôi. Nên là khi các bạn mà triệu hồi dòng thần nó trời nó tối lại thì sẽ gọi là một hiện tượng lạ đấy. Khá là hay đúng không? Mình thấy khá là hay á. Với cả là có một cái mà mình gọi là đi qua trái đất với hành tinh Namek nhiều ấy thì cái gì đấy mình đã gọi là đúc kết ra. Đó chính là khi các bạn ở trái đất nhá, các bạn đi qua hành tinh Namek, các bạn có thể qua được một vị trí ngẫu nhiên khác. Nhưng mà khi các bạn mà từ hành tinh Namek các bạn về trái đất thì nó sẽ cho các bạn đúng vào cái địa điểm mà các bạn đã qua. Đó, hay không? Để tí nữa mình sẽ đi qua bên chỗ của Sun Goku đã. Để mình xem là mình có học được cái gì á. Thì mình sẽ đem ra mình học. Rồi sau đó là mình sẽ gọi là nâng cấp lên. Đó, kiểu kiểu thế các bạn. Tập này là bằng cái tập trước luôn rồi các bạn. Rồi, đúng là một cái khúc đầu rồi các bạn, khúc đầu rồi. Cái này không phải là các bạn mà reset điểm đấy, các bạn mạnh từ đầu nhá, khúc sau. Chả khác gì khúc các bạn mới tạo nick luôn các bạn ạ. Bựa thật. Tao mà biết trước như thế tao đã không reset. Nếu mà bây giờ ngày trước mình không reset thì tập này mình chơi tiếp là mình cứ nâng vào mấy cái điểm đấy thôi. Mình cứ nâng vào mấy cái điểm mà mình ấy thôi anh em, mấy cái điểm mà cần nữa đấy. Ý là đi xuống đây lấy một quả đậu thần đó. Đó là mấy cái điểm mà mình cần nâng thôi. Ví dụ như là bây giờ mình bắt đầu nâng ki cũng được. Kiểu như vậy đấy các bạn ạ. Nhưng mà hơi tiếc là do rốt quá. Xin một hạt đậu thần nha. Rồi. Để qua nhà Sun Goku nhanh thì mình xin phép mọi người là mình sẽ bật tele nhá. Bởi vì nhà Goku khá là xa. Đó, với cả nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều quá cho nên là mình xin phép mình tele qua nhà Goku cho các bạn coi. Đây, ở bên nhà Goku thì có cái gì? Các bạn có thể nói chuyện với Gohan để các bạn học một vài skill. Nhưng mà mình học hết rồi này. Đó, còn đây, cái Ki Protect này khá là ngon nha các bạn.
cái key protect khá là ngon nhá. Mình sẽ nâng vào cái điểm mai đó, nâng điểm mai để xem là đủ chưa. Dư 10 này đó, mình sẽ học cái key protect này, bởi vì là khi người ta đấm vào người mình thì mình sẽ mất cái điểm key trước các bạn ạ, khá là ngon nhá. Cho nên là mình nghĩ là không cần nâng máu nữa, máu chỉ cần tiêu đây là đủ rồi. Đấy, chưa gì trời sắp tối này các bạn thấy không? Đấy, tối là qua ngày mai trời sáng là chúng ta lại tiếp tục gọi là học chiêu được hợp thể này. Còn cái instant transmission này là cái gì thì mình không biết. Nhưng mà hình như là mình chưa có học được cái chiêu mà có thể gồng phun cây đỏ đấy. Hôm nọ các bạn nào chỉ mình cách gồng phun cây đỏ là gì mà mình quên mất tiêu rồi. Đây, để mình biến thành Super Saiyan cho các bạn xem nha. Ở lần trước khi mà mình nâng ấy, thì lúc mà mình biến thành Super Saiyan ấy, thì cái năng lượng cái cây vàng nó tiêu hao rất là nhanh đúng không? Đó. Còn bây giờ thì cái cây vàng các bạn thấy nó tiêu hao cũng không được nhanh lắm. Đó các bạn thấy không? Đó, bởi vì là ki của mình nó nhiều ấy. Cho nên là kiểu mình có thể gọi là sử dụng cái trạng thái Super Saiyan nó lâu hơn. Đấy là một cái điều khá là hay ấy. Đó mọi người thấy này. Trạng thái Super Saiyan của mình nó sẽ có lâu hơn và mình sẽ mạnh hơn. Đấy, tất nhiên rồi. Có cái giải cứu chú gà. Giải cứu gà tôn sình. Đó các bạn thấy không? Đó. Đánh khá là mạnh. Ủa sao mình lại ở chỗ của Master Karin nhỉ? Chỗ này phải là Sugoku House ấy nhỉ? Nó vẫn tính là Master Karin luôn. Ủa? Đó. Ở cái khu nhà của Goku này cũng không có gì hết đấy. Mình có thể đấy, bây giờ mình nâng cái điểm ki nó nhiều này các bạn. Mình nâng cái điểm ki nhiều ấy cho nên là mình có thể gọi là đây mình có thể nâng cấp cả mấy cái này nữa. Và chắc là mình sẽ gọi là bỏ cái chiêu đi ha. Có gì mình sẽ học chiêu mới sau. Đấy. Chiêu thì từ từ nó mạnh. Bởi vì là tạm thời là mình cũng chưa cần lắm ấy. Cứ tập trung vào nâng cái điểm Spy này. Bật Super Saiyan lên thì được tăng cái điểm Ki Power, sức mạnh của Ki này. Được tăng thủ cũng như là được tăng đam tay. Khá là ngon nhỉ. Không biết là tăng bao nhiêu phần trăm thôi. Nhưng mà mình sẽ tăng cái này đi. Mình nghĩ là cần tăng cái này đấy. Cái này thì chúng ta sẽ có nhiều cái điểm Ki hơn. Thì càng đánh càng khỏe á. Mình thấy là đa phần nó dựa vào ki nhiều ấy. Nên là giờ mình sẽ đánh theo cái dạng ki các bạn ạ. Bởi vì là hình như là mình chọn cái hệ của mình cũng là liên quan gì đến ki mà đúng không? Speed to Artist à. Nói chung là chủ yếu là sử dụng năng lượng các bạn ạ. Và tốc độ của mình tầm này cũng nhanh hơn rất là nhiều. Chắc là mình sẽ gọi là đi qua hành tinh Namek các bạn ạ. Đi qua hành tinh Namek để mình triệu hồi. Đây, tầm này mình sẽ đi qua hành tinh Namek mình triệu hồi nhá. Triệu hồi rồng thần. Hành tinh Namek thì chỉ có buổi sáng thôi, không có buổi tối. Đó. Cho nên là bật cái này lên cái. Ok. Chọn bên dưới của hành tinh Namek này. Đào cái này nha. Nhớ là phải chừa đường về á. Chỗ này nhìn quen vậy. Chỗ này chỗ nào ấy. Ui. Ê, mấy cái chỗ mình từng đi tít ở trên kia này. Bây giờ nó cho mình tít qua bên đây này. Các bạn thấy không? Mãi mà chưa hết được cái trạng thái Super Saiyan này. Khá là ngon đấy. Mình thấy khá là ok các bạn ạ. Rồi. Giờ thì các bạn biết cái công thức triệu hồi của rồng thần Namek như nào không? À, rồng thần như nào không? Đây, một, sủa, ngọc rồng đẹp thế. Hai, ba, các bạn nào muốn triệu hồi rồng thần thì các bạn làm giống mình nhá. Đấy các bạn thấy không? Đó, triệu hồi rồng thần Namek này và chúng ta sẽ có điều ước nhá. Ủa các bạn thấy con rồng thần không? Ôi giời ơi, nhìn phê loài kèn luôn. Ui, rồng thần không cắt móng tay các bạn ơi, móng tay hơi đen. Đó, các bạn thấy sức mạnh của rồng thần chưa? Bây giờ thì mình sẽ vào check thử xem là rồng thần nó cho mình cái điều ước gì nhé các bạn. Ui, một cây Elvin Spear này, hoặc là ba kim cương, hoặc là ba cái công nghệ tiêm một, hoặc là năm cái Wanthanite Crystal, ba sen Zubin, hoặc là một cắt chin sát. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái sen Zubin đấy các bạn. Kim cương thì không cần. Còn không ta? Ui còn sao nhiều thế? Một cái gậy nhỏ. Reset màu gì? Màu tối thượng gì đó. Đổi hồi sinh và mang tới đây là sao? Không hiểu. À hồi sinh ai mang tới đây rồi. Ok. Chắc là mình sẽ chọn 3 Senju đi. Mình gọi lên để cho vui đấy các bạn ơi. Bị lừa à? Con rồng bịp. 3 Senju của tao đâu? Bị nó lừa các bạn ơi. Không có ba Senju nào ở đây hết. Đánh từ tay này. Đánh bao nhiêu đạo. Đấy các bạn thấy không? Mình xài cái gì ấy. Giờ mình đánh một cái là gấp đôi gấp chão luôn nha các bạn. Ủa
Đó, ủa mình tưởng là đánh là được hai cái đam mà không phải các bạn ơi. Mình tưởng là, mà nó chỉ có một cái thôi. 2 3 5. Ở mấy con này đánh mình thì mình sẽ mất máu vào ki trước nhé. Mất máu vào ki trước rồi nó sẽ mất máu vào cái kia sau, cho nên là tầm tầm này mình rất là khỏe, gần như là không mất máu luôn đấy các bạn. Này các bạn nhìn không? Máu không mất luôn. Cho nên là khúc đầu mình nâng vào máu thì cũng hơi phí. Chắc là mình sẽ không bao giờ nâng vào máu nữa nha mọi người. Để tập trung nâng vào mấy cái ki thôi. Nhân tiện thì đang ở bên hành tinh này á, mình sẽ đi kiếm thêm một ít nữa các bạn. Kiếm thêm một ít đồ ăn nữa. Đồ ăn một ít khủng long ấy để làm đồ ăn. Vẫn bị con rồng nó lừa cay các bạn. Cay loài kèn ra. À, có một con T-Rex ở trên đây này. Cay thế nhờ. Bị nó lừa. À, mình có thể bật R đây này. Bật R lên là các bạn turbo sức mạnh nhé. Nó sẽ lên rất là nhanh nhưng mà nó cũng sẽ bị kiểu bị hao hụt sức mạnh nhé các bạn. Để xem nào, thử bật cái lên thì sao nó cộng cái gì nào. Sao chả cộng cái gì vậy? Mình sẽ biến thành Super Saiyan đấy các bạn. Lỡ mình sẽ búp cả hai cái luôn. Super Saiyan cộng với cái này luôn. Ủa nhìn, ố sao cái kim màu xanh dương nhỉ? Đó, biến Super Saiyan này này các bạn. Biến thành như này thì nó sẽ tăng strength, tăng mọi thứ, mỗi thứ tăng một tí và nó cũng khá là mạnh. Nhân tiện tiện đường công tác thì qua bên hành tinh Namek để kiếm thêm một ít này luôn. Đó. Kiếm một thêm một ít đồ ăn thức uống luôn. Mốt là về trái đất làm nhiệm vụ đánh cái bọn Android cho nó sướng. Mà mình thấy yếu đó các bạn ạ. Bây giờ mình theo như mọi người là mình nên nâng cái gì đây? Tầm này mình nghĩ là không có chơi lại mấy anh Android đâu. Chắc là lại phải tăng thêm một chút nữa thôi, nhưng mà tạm thời là mình chưa có làm nhiệm vụ ấy. Nên là mình cũng chả biết là cái sức mạnh của chúng nó như thế nào. Chắc là giờ về trái đất là làm tí các bạn. Làm tí để xem là nó có thực sự là yếu hay không và có nó có thực sự là mạnh hay không. Tầm này về là về khu nhà của Goku ấy các bạn. Thôi chắc là về luôn. Rồi, mình đang giống cái kiểu mà lúc mà đánh nhau với Sê Bọ Hung ấy các bạn. Có thể xài cái trạng thái Super Saiyan này bất cứ lúc nào. Bá đạo không mọi người? Đây này, giờ về là về lại cái khu nhà của Goku này. Đó các bạn thấy không? Trời ơi, trời vẫn chưa sáng luôn mà. Mình tưởng là trời sáng luôn rồi chứ. Đây, bây giờ mình ăn nhá. Sau đó là mình sẽ gọi là chiến thử xem. Hai cái gậy luôn các bạn. Làm cái nhiệm vụ nó cho một đống gậy luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi qua đây. Chơi, 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 chơi. Để xem nhiệm vụ tiếp theo nó làm cái gì nào. Fizia đang ngủ rồi. Ồ, giờ chúng ta phải qua khu vực Plain à. Ủa, khu này nó không tính là Plain đấy, khu này là khu Plain mà đúng không? Mình cũng chả biết, đấy, Plain đấy. Nó kêu là qua khu Biome Plain. Mình đang đứng ở khu vực Plain này, ok. Rồi. Rồi, xong giờ đánh bại mấy cái thằng Fizia Solider tiếp. Đánh vẫn vào máu các bạn. Đùa tao à? Đấy các bạn thấy mình yếu không? Nói yếu là không ai tin nhưng mà yếu lắm. Rồi bọn lính của Fizia lại xuất hiện. Yếu xìu các bạn ơi. Bây giờ phải làm nào để lên full cái cây đỏ kia tính. Đấy, đánh có ba trăm mấy đam mà chả mạnh cái gì luôn á. Mình nhớ lần trước là mình mạnh lắm. Đánh không có kiểu hút máu nhỉ. Mày. Trời ơi, giờ đánh lại bọn lính thì không đánh được cái này. Tựa à. Bọn lính này như nó được nâng cấp sức mạnh không? Nó đâu có nâng cấp sức mạnh đâu. Trời ơi, nó yếu như cũ đấy. Đánh bọn này đúng khó, cảm giác các bạn thấy không? Khả năng là nâng cấp chiêu xong mình cảm giác nó còn yếu hơn là lúc mà chưa nâng cấp nữa. Tựa thật sự. Mình còn chưa đun đồ ăn nữa. Đánh bọn này tốn đồ ăn lắm. Ê. Đánh bọn này tốn đồ ăn lắm các bạn ơi. Nhưng mà vẫn phải đánh thôi. Vậy là khúc này là khúc mà Fizia gọi là quay Fizia được bố nó giải cứu được kinh cô lơ à cái gì kinh gì nhỉ, được ông bố nó thua, được ông bố giải cứu lắp ráp lại cơ thể và quay trở lại trả thù dưới đất này. Cũng phải gặp thằng băng này rồi. Ăn cái này phí lắm các bạn ơi, lúc nào cũng trong tình trạng siêu dao đấy, không lại bọn này nữa bữa thực sự. Rồi quá ba đạo luôn. Rồi xong cái nhiệm vụ này rồi. Bây giờ mình phải làm nào cho khỏe lên đấy các bạn ạ. Đánh giá là bắt đầu thấy thiếu đồ ăn rồi. Ủa cái lò của mình đâu ấy nhỉ? Mình nhớ là mình có làm một cái lò để mình đun đồ ăn mà. Giờ mình không thấy đâu rồi. Thế là mình sẽ phải làm lại một cái lò khác. Rồi, để tôi biến trở về trạng thái thường các bạn ơi. Biến lại về cái trạng thái thường. Thực ra thì mình có thể bật cái trạng thái như này bất cứ lúc nào ấy. Nhưng mà cảm thấy nó không cần đấy các bạn. Đấy, nói chung là cái vấn đề ki của mình giờ nó khỏe rồi. Bây giờ mình phải nâng vào cái gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn bạn nào mà chuyên về cái mod này các bạn có thể chỉ mình là bây giờ thì mình nên nâng vào cái gì nữa. Nhưng mình cái cảm giác là mình còn yếu hơn cái hồi mà mình kia cơ. Hồi trước là mình vừa trâu trâu bò chó má. Giờ mình cảm giác là mình yếu xì. Ủa
Rồi khu này vẫn là ở trong cái chỗ của ấy hả? Vẫn là trong cái lãnh địa của hai cha con nhà nó ấy hả? Hình như phải đi qua đây hay sao á. Rồi. Được không? Rồi qua đây mới được các bạn nhé. Mình làm một cái bàn chế tạo. Để mình làm một cái lò các bạn ơi. Để đun cái đống thịt khủng long lên không nó bị phí á. Hồi nãy mình không có đun đống thịt khủng long lên nó phí ghê. Đó. Rồi. Đun cái đống thịt này lên nhá. Mình đã phải gọi là ở trên cái đảo hành tinh Namek thì mình sưu tập rất là nhiều khủng long các bạn ạ. Mà đến lúc xài xài xíu là hết rồi các bạn thấy không? Xài nhanh hết lắm. Rồi và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bấm like cũng như là đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.